Sau 3 năm gián đoạn vì đại dịch COVID-19, giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup sẽ trở lại. Giải diễn ra từ ngày 19 đến ngày 26 tháng 8 tại nhà thi đấu tỉnh Lào Cai. Bóng chuyền Việt Nam sẽ tham dự giải với 2 đội bóng. Giải năm nay có sự tham gia của 7 đội tuyển và câu lạc bộ gồm Australia, Đại học Kansai Nhật Bản, Suwon Hàn Quốc, Mông Cổ, Chocomucho Philippines, đội tuyển Việt Nam 1 và đội tuyển Việt Nam 2. Trở lại sau 3 năm gián đoạn vì đại dịch COVID-19, giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup có sự đổi mới khi lần đầu tiên trong lịch sử 17 năm diễn ra, ban tổ chức áp dụng công nghệ video challenger hỗ trợ các trọng tài. Về cơ cấu giải thưởng, tiền thưởng dành cho đội vô địch năm nay sẽ tăng lên 12.000 đô la Mỹ thay vì 10.000 đô la Mỹ như các giải trước. Đội hạng nhì nhận 7.000 đô la Mỹ, đội hạng ba nhận 5.000 đô la Mỹ và đội hạng tư nhận 2.000 đô la Mỹ. Ngoài ra, có 9 danh hiệu cá nhân gồm một vận động viên toàn diện, 2 chủ công xuất sắc, 2 phụ công xuất sắc, 1 chuyền 2 xuất sắc, 1 đối chuyền, 1 libero và hoa khôi bóng chuyền. Về thể thức thi đấu, các đội sẽ thi đấu vòng tròn tính điểm, đội đứng thứ nhất và nhì ở vòng tròn sẽ thi đấu trận chung kết để tranh chức vô địch. Chúng tôi đã chuẩn bị hết sức là tích cực trong cái việc chuẩn bị cho giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup năm 2023 tại Lào Cai. Về cơ sở vật chất nhà thi đấu thì chúng tôi đã đầu tư sửa chữa, đầu tư toàn bộ các cái phòng chuyên môn, phòng họp báo cũng như là đầu tư cơ sở vật chất về thảm, cột, lưới và các cái nội dung theo yêu cầu của ban tổ chức và đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn quốc tế. Chúng tôi rất là kỳ vọng là giải lần này sẽ được tổ chức hết sức là thành công và đáp ứng được cái sự mong đợi của đông đảo khán giả của Lào Cai.